Xin chào mọi người nhé, mình tiếp tục làm video hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái đồng hồ Victor này. Đấy, và quảng cáo cho mọi người cái thương hiệu đồng hồ Victor này mình Toàn An Đồng đang cung cấp. Hiện tại ấy, mình cung cấp cái sản phẩm Victor trên thị trường thì mình đã cung cấp khoảng 3 đến 4 năm nay rồi. Và 80% anh em thợ sửa xe máy trên cả nước đang sử dụng cái sản phẩm đồng hồ Victor của mình nhé. Trước mắt mình là với sản phẩm năm 2021, nó cải tiến rất nhiều so với lại cái bản cũ 2018 và 2020 vừa rồi. Ở đây chúng ta thấy ấy, mặt sau nó thêm một cái đèn pin mà cái phiên bản 2020 không có. Và trên đỉnh đầu của máy có thêm chức năng đo điện cảm ứng LCV. Đây là hai chức năng cải tiến nhé. Đây là cái hướng dẫn sử dụng, tức là mình đã làm sẵn hình ảnh là cách chuyển thang đo. Đây là thang đo dòng dò. Đấy, thế còn đây là thang đo bình thường. Đấy, giải thích là nút on off, nút bật đèn pin, nút chuyển chế độ. Và mặt sau diễn giải hết chức năng của từng thang đo. Đo ampere một chiều ở đâu, đo nhiệt độ ở đâu, đo thông mạch ở đâu. Đó. Và đây là cái diễn giải đo cảm biến đo nhiệt độ, đo nhiệt độ động cơ. Đó, ở đây chúng ta thấy là hai que đo cảm biến sẽ cắm vào đây và chỉnh đồng hồ về cái lớp thang đo nhiệt độ, độ C, độ F. Rất rõ ràng chi tiết nhé. Đây thang đo nhiệt độ đây. Thì phụ kiện của máy bao gồm là một thân máy này, một cục pin để lắp vào máy này. Đó, một thang đo nhiệt độ, que đo nhiệt độ và cặp đôi que đo thông mạch. Thì đây que đo thông mạch nó có đầu trục bảo vệ nhé. Đấy, đây nhờ chú nhờ bạn tháo cho mình nhé. Nó có hai cái trục bảo vệ, mình sẽ tháo ra. Đấy, tháo hai cái đầu ra. Đây, tháo cái đầu ra. Chúng ta nhìn thấy cái kim tưởng là ngắn nhưng mà tháo ra thì kim nó sẽ dài, đúng không? Đó, khi đo chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta đo như vậy nhé. Rồi, ở đây mình đã có sẵn một cái đồng hồ đã lắp sẵn pin đây rồi. Đây, các bạn quay phim cho mình. Ở đây mình chuyển sang thang đo bất kỳ, mình giữ chặt. Đấy, thì đằng sau nó sẽ xuất hiện một cái đèn pin để soi sáng. Mà mình giữ chặt một lần nữa thì đèn pin nó sẽ tắt đi. Đấy là chức năng cải tiến. Rồi. Và tiếp theo, chức năng đo điện cảm ứng LCV thì chúng ta không cần phải dây nhé. Không cần phải dây đâu. Chúng ta để thang đo LCV. Đấy, thang đo LCV. Sau đó chúng ta dí cái này vào những cái thiết bị mà có điện xoay chiều. Đấy, thế bây giờ mình nhập bạn điều quay được cái ổ cắm này cho mình. Đấy. Mình thử đây. Mình đưa cái thang đo LCV màu đen này vào cái ổ cắm, vào cái công tắc thì chúng ta thấy rằng là đèn nó báo liên tục, chứng tỏ rằng là cái công tắc này là có điện nhé, không bị mất điện, đúng không? Đó, đây là công tắc. Đấy, càng dí gần thì nó càng kêu to, đèn nó chớp liên hoàn và trên đồng hồ hiển thị là 4 vạch. Đó. Chúng ta thấy đi xa một tí là cái vạch nó yếu đi. Rồi, như vậy cái chức năng đo điện cảm ứng xoay chiều LCV phục vụ cho việc là sửa chữa điện lưới. Ở đây ổ điện cũng thế. Đấy. Như vậy là ổ điện này là có điện này. Đó. Đây là chức năng cải tiến mà phiên bản 2021 mới có nhá. Rồi, ok, trở lại như này. Tiếp theo mình sẽ đo một số cảm biến cho mọi người xem. Ví dụ mình đo hai kim phun nhé. Ở đây là mình đo kim phun của xe Yamaha thì chúng ta sẽ chỉnh về thang đo 200 ohm. Rồi, chúng ta đo kim phun, giá trị điện trở của nó là trong khoảng 12 tới 13 ohm. Hai que đồng hồ thì mình sẽ đo vào hai cái chân của kim phun. Ta mọi người để ý đồng hồ nó lên khoảng 12 tới 13 ohm là tốt. Để đáng nhẽ phải có một cái rắc cắm nó dễ hơn. Không có cái rắc cắm nào đây. Rắc cắm này không vừa. À đẹp quá vừa luôn. Rồi. Rắc cắm này của xe
AD125. Rồi, sẽ AD125 mình đo vào đây. Đó. Như vậy trên đồng hồ chúng ta thấy là nó báo bao nhiêu đây? Đây, quay xuôi ra cho mọi người xem. Đấy, nó báo là 12,3 ohm nha. Ok. Đo chuẩn nhất là chúng ta tay không được chạm vào cái que đo đâu, nhưng mà vì giá trị điện trở nó sai dịch không đáng bao nhiêu. Thế nên mình cứ cầm thoải mái. 12,3. Kết luận là cái kim phun này tốt nhá. Tiếp theo mình sẽ đo cái van IACV. Đây, mình có giắc cắm đây. Giắc cắm này mọi người phải mua nhé. Giắc cắm này 50.000 một giắc. Giắc cắm xịn sò của công ty Nam Trai. Mình sẽ đo hai cặp ngoài của IACV Honda. Đây là van IACV của xe Elite SH đấy. Đấy, SH đời đầu này. Rồi là xe Elite, xe AB. Phạm vi dao động từ 130 là tốt nhá. Rồi. Tiếp theo hai cặp trong mình cũng đo như vậy. Hai cặp trong, hai cặp ở giữa đấy. Cũng 130, trong phạm vi 130 thì đây là 131, sai số cực kỳ nhỏ. Vậy suy ra là van IACV tốt. Tất cả thông số mình đều ghi sẵn ở đây rồi nhá. Đây này. Đo van IACV này. Đấy, à, bạn được quay nó ngược. Đấy, quay này nó mới dọc nhá. Bạn cứ quay phim mà quay lên này anh xem ngược ấy. Hai que đồng hồ đo với hai cặp trong và hai cặp ngoài lần lượt và phạm vi là 100 tới 150 ohm là tốt, đúng không? Để đồng hồ đang đo 200 ohm. Tất cả mình đều có thông số ở đây hết rồi, mọi người không cần phải nhớ đâu. Tiếp theo mình sẽ đo một cái bộ ba cảm biến bị lỗi cho mọi người xem. Đây, mình sẽ đo dây tín hiệu và dây âm. Mình sẽ để đồng hồ ở thang đo 2K, chỉnh về 2K. Ở trong tài liệu mình ghi rõ rồi nhé. Mình đo dây tín hiệu màu trắng sọc đỏ với dây mát màu xanh cam. Ở đây chúng ta thấy là đồng hồ không hề lên, đúng không? Đồng hồ không hề lên. Đấy. Bây giờ mình chỉnh cao lên 20K. Rồi, chúng ta thấy là lên là 3K18, tức là 3180 mấy ohm ấy. Như vậy là sai số nhá. Rồi, chúng ta chỉnh lại thang đo 2K thì không thể đo được, đúng không? Vậy kết luận là con này bị lỗi hỏng. Mình sẽ lấy một bộ họng ga tốt. Tốt nha. Mình sẽ lấy một bộ họng ga tốt. Mình cũng đo như vậy. Đo dây xanh cam và dây trắng đỏ. Rồi, chúng ta thấy là 541 ohm mà mình vẫn để thang đo 2K. Nó đọc được luôn, đúng không? Rồi. Như vậy cho chúng ta biết rằng là bộ ba cảm biến này tốt và bộ ba cảm biến kia hỏng và thông số mẫu có đây rồi. Thông số mẫu của nó là trong khoảng 513 tới 540 tùy từng đời xe nhé, là tốt. Rồi, ok. Vậy thì đây là chức năng đo điện trở của nó. Mình quảng cáo sơ qua cách sử dụng của nó thôi. Hồ được bảo hành trong phạm vi 6 tháng đổi mới nhé. Rồi, video mình nắm đây hết rồi, xin chào mọi người.